Ưng Hoàng Phúc mặc cây hồng đồng điệu với vợ. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thể hiện sự kết nối ăn ý với người đẹp Kim Cương khi diện nguyên set đồ màu hồng giống bà xã. Trong bức ảnh mới đăng, Kim Cương tôn vóc dáng qua bộ đầm vải tuyết chiếc eo gam hồng nữ tính, kết hợp giày sneaker trắng. Ưng Hoàng Phúc nổi bật không kém với trang phục và phụ kiện màu tương tự. Sắc hồng còn được cặp sao phối cùng gam đen, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn có dấu ấn riêng. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương luôn chuẩn bị trang phục ăn ý mỗi lần sánh đôi. Thay vì kiểu dáng giống nhau, họ chỉ chọn gam màu đồng điệu để tránh nhàm chán. Trên nền trắng, đen chủ đạo, bà mẹ ba con điệu đà với thiết kế cổ yếm nhún bèo, trong khi nam ca sĩ mix áo layer cá tính. Chất liệu crochet tiệp màu cốm nhạt nhưng khắc họa tiếp cũng là lựa chọn của cả hai để làm mới hình ảnh. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương cho thấy sự sáng tạo trong cách kết hợp đồ đôi khi liên tục thay đổi điểm nhấn ở từng set trang phục. Phong cách của cặp vợ chồng 8X được khen trẻ trung nhờ cập nhật các item hợp mốt, tôn dáng và luôn có sự kết nối. Kim Cương từng nhiều lần thể hiện niềm hạnh phúc trong hôn nhân, ngày vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Viên mãn là tìm được người mình thương, vừa vặn lúc người đó cũng thương mình, để chúng ta cứ như vậy nhé. Sai thì sửa, khó khăn thì kiên trì. Không ai thay đổi hay rời đi. Cứ thế trở nên tốt đẹp hơn, rồi viên mãn đến già, ông xã nhé. Khi quay quần bên các con, cặp sao cũng duy trì thói quen chọn trang phục đồng điệu cho cả nhà. Gia đình Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương lên đồ khi cùng nhau biểu diễn trong một chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.